Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay thì vườn em sẽ giới thiệu cả nhà mình 19 cây sứ Thái ghép. Giá cây bán hôm nay từ 100.000 cho đến 350.000 một cây. Đơn hàng gửi đi là 2 cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Mình có cây số 1. Số 1 là ghép ruby, cây hàng VIP ha. Củ ruby này rất là đẹp luôn nè cả nhà. Ruby 5 cánh màu đỏ, giống này hoa cực kỳ rộ, cây 6 bo, 350.000. Số 2, Ferrari, 3 lớp, trắng viền đỏ cánh nhọn, 11 bo, 350.000. Cây tựa khá là dài luôn á. Số 3, cây gián nằm. Cây này ghép mộng yến. Ngọc yến. Số 3 là Ngọc Yến nha, dáng nằm Ngọc Yến 5 cánh, hoa 5 cánh, 6 bo 150.000. Ngọc Yến đang vô nụ nè cả nhà. Tiếp số 4. Số 4 là Mảnh Long 3, hoa màu vàng, viền hồng, cây 5 bo 150, hoa 4 lớp nha. Số 5, Vinh Hoa 3 lớp, hồng sọc tím, cây 11 bo 120. Vinh Hoa giống này hoa rất là rộ luôn. Lúc mà nó rộ quá hả, mình nhìn cái trên thân cây mình á, toàn là hoa thôi, nó che khuất lá mất luôn á. 11 bo 120.000 Vinh Hoa. Tiếp số 6. 6 là màu tím than. Cây tím than 8 bo 150. Hiện nay thì chỗ em là nói chung là đang mùa mưa dữ dội luôn. Nên cái vườn em á hạn chế phun dưỡng, nên mình nhìn cái dàn cây nó không được xanh lắm ha. Tại em đi là dưỡng là em hạn chế, với lại phân thuốc đồ cũng nói chung là cũng rất hạn chế. Mình phun thuốc ngừa nấm định kỳ nên cái dàn lá của nó nhìn không được xanh óng ánh cho lắm. Rồi, màu tím số 6, 8 bo 150 nha. Số 7. Số 7 là Long Thành Gold, 3 lớp đỏ tươi, Long Thành Gold là bo màu vàng. Cây mình 7 bo 130. Mình nhìn cái dàn lá nó bong bong này thế này nè, là do phun thuốc định kỳ nè cả nhà. Mưa là cứ ban ngày thì nắng, mà bà tối mưa là cái lá nó dễ phát sinh nấm bệnh, nên em phải phun thuốc thường xuyên như thế đó. Tiếp số 8. Số 8 là ghép hai giống Cung Điện 3 lớp màu đỏ và Lucky 3 lớp đỏ sọc trắng, cây 9 bo 150.000. Số 9, Đun Han 3 lớp màu vàng, cánh phớt hồng. Cái giống này thì hoa cánh nhọn, nó nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng nha. Cây 7 bo 130. Số 10, Long Thành 3 lớp đỏ tươi, cây 9 bo 150. Long Thành là một giống hoa lâu rồi, nhưng mà hoa này rất là dễ chăm sóc luôn, và hoa rộ nữa. Số 11. 11 là ghép hai giống Phú Thành 3 lớp đỏ. Phú Thành là hoa rộ nha cả nhà. Với lại mắt biếc là 3 lớp tím sọc, cây 7 bo 150.000. 7 bo. Cây 7 bo là có 2 bo Phú Thành. 2 bo Phú Thành, 5 bo mắt biếc nha. Hai màu. 150.000. Tiếp 12. 12 là Hoàng Thiên Hương màu vàng, 7 bo 150, thơm nhẹ. Số 13, Lip Green 4 lớp màu đỏ đậm, cánh có lem lem trắng, cây 6 bo 100.000. Số 14, An Lạc 3 lớp nền vàng cam, cánh viền hồng có hương thơm, cây 7 bo 150. Số 15, Hồng Lila. 15 là Hồng Lila nha. Hoa của nó 4 lớp, cánh có viền, cây 7 bo 100.000. Cái hồng này có lúc 3 lớp, có lúc 4 lớp. Số 16, Đại Mỹ Nhân 5 cánh, nền trắng viền đỏ, hoa to, cây 7 bo 150. Đại Mỹ Nhân là hoa chùm luôn, cây tựa khá là dài luôn cả nha. Tàn bung rộng tựa dài. Số 17. 17 là Cam Thảo, giống này thơm, hoa hương nó đậm mùi luôn nha. Cam Thảo 7 bo 150.000, 3 lớp màu vàng, cánh có lem lem tím.
Số 18 Thu Thủy 10, hoa chuyển màu thơm nhẹ, cây 5 bo 150. Số 19 19 là Minh Hy 12, hai lớp vàng cam có sọc hồng, có thơm nhẹ. Cái Minh Hy 12 này có lúc thì nó 3 lớp, có lúc nó rớt xuống còn 2 lớp ha. Rồi, Minh Hy 12 7 bo. Cây này dạng dạng dáng nằm nha. 7 bo 100 ngàn. Cái giá cây em nói đây là giá em bán thôi, còn cái phí ship là do người mua mình tự chi trả ha. Cả nhà mình xem trong video này, nếu yêu thích cây nào mình cứ gọi theo số máy là 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo luôn, mình có thể kết nối Zalo rồi mình nhắn tin. Lưu ý giùm em nhắn tin để rõ mã số cây kèm số điện thoại. Có số điện thoại thì bên em mới liên hệ để mà lấy thông tin gửi hàng nha cả nhà. Em xin chia sẻ luôn là bên trang trại em có cung cấp nguồn phân hữu cơ là phân dơi. Phân đó mình bón được cho tất cả các loại cây trồng. Đối với cây kiểng giúp cây mình ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp, hoa lâu tàn ha. Em cung cấp phân sỉ và lẻ luôn. Cả nhà có nhu cầu xài thì cứ alo bên em. Em ship hàng phân trên toàn quốc ạ. Rồi, chúc cả nhà mình có một buổi tối ngắm hoa vui vẻ.